Người gì mà ngốc quá trời, cái tính nhu mì lại còn ướt mi. Ghét ơi là ghét, người gì đang ghét quá trời, cái tính kiêu kỳ rồi lại kiêu căng. Có những lúc bất thường, giận hờn ganh ghét hơn thua. Có những lúc chán đời, bạn bè lại còn cười chê. Lúc khóc lúc cười, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Lúc hết ngốc rồi, cùng bước đi chung đường thôi. Chuyện thường ngày qua đi thật nhanh, có nhau mối tình mong manh. Tuổi học trò mộng mơ vu vơ, ước mơ những chân trời thơ vùng dài. Chuyện học hành ta vương sớm tối, lúc có đơn bên cạnh ai. Chuyện thành bại về một tương lai, có tôi luôn bên cạnh bạn. Chơi qua cái dèo à. Thì tiết học sinh động, ai cũng dễ tiếp thu bài hết. Bà thấy thời gian trôi nhanh là đúng rồi. Ê mà hôm nay á, cô cho tụi mình coi mấy clip về hả, sự luân phiên của trái đất ngày và đêm, rồi còn cả vũ trụ nữa. Đẹp ghê mấy bà. Học vùng địa thì có cái dự vụ trực quan để học nè, rồi có video clip nữa. Còn học lý thì ha, có đố vui để học nè. Tôi là tôi mê hai ông này nhất. Nè, hôm nay á là tôi biết có người thoát nạn rồi nha. Cái bà này nói đúng không mà. Không thể thật. Take it out of daily life. Good morning, teacher. Good morning, class. Thank you, staff Lee. Đúng ra hôm nay lớp chúng ta kiểm tra một tiết, nhưng cô dời lại tuần sau để cho các em ôn bài kỹ hơn. Nhưng mà vẫn còn một số bạn chưa có điểm kiểm tra miệng. Cô đọc tên nha. Đi. Nguyễn Khắc Bình. Đi. Ly cứ để đó đi. Mấy cái này để cho Giang làm cho. Đâu có phải việc của Ly đâu. Mất công cô Hai ra cô Hai thấy, cô Hai không được vui đó. Có sao đâu mà. Nào giờ Giang giúp cho bé Na quá trời luôn, mà Ly có giúp gì được cho Giang đâu. Nè, đừng có nói với tôi á là đi ra phụ tôi á là hả trả ơn cho tôi đúng không? Có đâu. Nè, cái ông chuyện này để cho Giang làm. Xong rồi á đi vô trong đi. Mai mốt á có chuyện gì á Giang sẽ nhờ Ly. Còn mấy cái chuyện này để cho Giang làm. Biết khi nào á Giang mới nhờ Ly. Tại vì á Ly đâu có tài cán gì đâu. Ủa, Ly cũng biết là Ly không có tài cán gì luôn hả? Cười được nữa. Nè, nói chuyện nghiêm túc nè. Vụ gì? Ngay cả cái chuyện của bé Na, cả gia đình tôi đều bị rối và lo lắng cho bé Na nhiều lắm. May á là có Giang xuất hiện. Giang hả tư vấn, dẫn cho bé Na đi chơi, tập luyện, còn có lời khuyên của bác sĩ nữa, nên nay bé Na cũng đỡ nhiều rồi. Có gì đâu, thì cái vấn đề đó Giang cũng thương bé Na, cho nên là Giang muốn giúp Ly thôi, mà cũng phải giúp Ly nữa, giúp cho bé Na thôi. Đó là một cái chuyện của một người chứ đâu phải là giúp riêng cho Ly đâu. Vậy vậy thôi, bây giờ giúp Ly với nhóm ngũ quỷ nha. Ủa, giúp Ly với nhóm ngũ quỷ là sao? Giống như bây giờ là Ly đang xem Giang giống như là một chuyên gia tư vấn về những cái mâu thuẫn, những cái tâm lý xã hội hay là những cái chuyện gì trong cuộc sống là Ly phải hỏi Giang hả? Ờ, thì bây giờ nhóm đang gặp cái vấn đề nhỏ, nên là Ly muốn Giang tư vấn. Nhóm ngũ quỷ? Ừ. Đang bị mâu thuẫn? Không, không phải mâu thuẫn.
Ủa là sao? Giang vẫn thấy bình thường, mọi người vẫn tốt với nhau, vẫn vui vẻ với nhau một cách bình thường mà. Ủa, vậy là Giang không biết gì hết rồi. Không biết chuyện gì? Vậy nè, Tố Nga thích ông Thái Bình. Nào giờ Tố Nga tự trọng cao mà, lúc nào bà hả cũng quan tâm, và trái tim của bà luôn hướng về ông Khắc Bình. Còn Khắc Bình á, lạnh lùng như thạch sùng vậy đó. Lại là... nhóm á, ai cũng biết, chỉ có Khắc Bình á là không biết thôi à. Vậy cuối cùng là Ly muốn Giang làm gì? Thì Giang làm gì cũng được, miễn là thuyết phục Khắc Bình và Tố Nga hai người họ đến với nhau. Làm sao mà thuyết phục được? Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất có thể là Nga đang thích Bình nhưng mà Bình không biết. Vấn đề thứ hai là cũng có thể là Bình không thích Nga. Đó là một vấn đề ngược lại. Cho nên trong vấn đề tình cảm, chúng ta đừng nên xen vào. Và người thứ ba sẽ không biết những cái chuyện bên trong cuộc. Ly hiểu không? Không hiểu thì Giang giải thích lại một lần cho hiểu nè. Tức là tóm lại là Giang từ chối. Nói chung là Giang không thích, không thích xen vào một cái chuyện tình cảm của người khác. Đặc biệt là trong vấn đề tình cảm, mình đâu có thể nào có thể cho ra một lời khuyên tốt được. Vậy thôi, Giang cứ xem như nãy giờ Ly chưa nói gì với Giang đi. Ủa là làm sao? Không ngờ cái lời đồn lại đúng vậy luôn đó. Thì bà này, đồn cái gì mà đồn. Thôi, cuộc đời phải đâu mà tin ba cái lời đồn đó. Thì người ta đồn Tố Nga với Khắc Bình là một cặp đó. Bà khùng hả? Hết hồn. Làm gì mà bức xúc vậy? Thì tôi thấy là ai mà đồn gì mà khùng điên nhà tôi với Tố Nga là sao mà cặp được. Hai bà khùng thì có. Nguyên một lớp ở trong đó nó đồn luôn kìa, đâu phải mình tôi với anh Ly đâu. Ốc ơi là ngốc mà. Ơi, mấy người mà tắm chuyện á, tà sự khăn đan như vậy á, sống không lâu đâu. Yeah. Mệt quá trời ơi, sống không lâu gì. Nhiều khi ông nói như vậy thôi, nhưng mà Tố Nga thương ông thiệt là sao? Cái gì lèm bèm. Tôi nói không có được mà thương cái gì. Vậy á, ông chê Nga ở chỗ nào? Ừ. Tôi muốn chê Tố Nga, nhưng mà thôi, đừng có bàn ra tán vô chuyện này nữa. Không có hay đâu. Sao không hay? Hay là ông sợ tên Trần Đại bên trường quốc tế phải không? Nam Nhi Chi Chí đại trượng phu đó nha. Ừ. Thôi mệt quá, đừng có bàn chuyện này nữa. Ai mà ghét tao với Tố Nga là vô duyên lắm luôn đó nha. Một trong hai ông, lên nghe coi tụi nó nói gì. Tiếp. Sao tao? Ủa còn mày còn không làm gì? Mày đi lên đi, tự nhiên sai tao. Tao bảo vệ Thúy Hằng, đi đi. Tao không bảo vệ được hả? Bớt nói đi, ông đi đi. Không gì khổ bằng mình yêu một người mà chẳng thể thổ lộ, trong khi người không thể yêu thì bị gán ghép, tức chết đi được mà. Đừng có ở đó mà giở giọng chảnh nha. Tố Nga là mục tiêu hả? Cũng biết bao nhiêu chàng trai trong lớp mình, rồi của cả trường này luôn đó. Ừ. Mà nghe nói sinh nhật tới đây á, Tố Nga sẽ công bố bạn trai đó. Thì chắc là cái tên Trần Đại, Trần Riết gì đó bên trường kia gì đúng không? Là ai á thì không cần biết. Mà chỉ biết á là lần này á, Tố Nga sẽ công bố bạch mã hoàng tử của mình, để cho ai đó hả bớt chảnh đi chứ. Trời đất, không lẽ bà nội này chửi xéo mình ta? Không chừng một mũi tên của mình lần này chúng đích hai con nhện đây. Chửi xéo người ta đã rồi cười, vô duyên. Thôi tụi mình đi vô lớp đi. Đây. Vậy là con Tố Nga nó sắp tổ chức sinh nhật. Mà nó không mời cả lớp, nó chỉ mời cái nhóm ngũ quỷ của nó thôi. Trời ơi, người đẹp lo gì? Nếu vậy thì đỡ tốn tiền, để tiền uống cà phê với người đẹp.
Nhưng mà tôi muốn biết bạch mã hoàng tử của nó là ai. Nếu như mà muốn biết bạch mã hoàng tử đúng không? Bây giờ Tiến, mày làm tài xế đi. Mày làm luôn hát tử luôn đi. Lanh quá à, ai mượn mày vậy? Tôi thấy Quang nói đúng rồi đó. Từ nay ông có nhiệm vụ phải theo sát cái nhóm mũ quỷ để biết coi con Tố Nga nó tổ chức sinh nhật ở đâu và bạch mã hoàng tử của nó là ai. Ok người đẹp. Nga có bảo với Giang á là sinh nhật đợt này á gia đình có tổ chức một buổi tiệc rất là lớn. Nhưng mà Nga còn tổ chức một buổi tiệc dành riêng cho nhóm mình. Đúng như kế hoạch. Nga mời nhóm ngũ quỷ của tụi mình. Biết có thêm ai nữa không? Ai vậy? Cô chủ nhiệm. Bữa đó Nga sẽ thông báo một cái chuyện rất là quan trọng. Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng là chuyện gì? Nga sẽ giới thiệu bạch mã hoàng tử của Nga. Ai mà vinh dự vậy ta? Thì còn ai nữa? Cái tên Trần Đại Trần Điết gì đó hôm bữa nhớ không? Nhưng mà mọi người có biết là tổ chức ở địa điểm nào chưa? Tất nhiên Tố Nga đưa hiệp là biết được chứ gì. Nhưng mà tôi bật mí nha, đó là một quán cà phê cực kỳ lãng mạn luôn. Anh Nhãn Bình, bữa đó ông mà không đi á, nửa đời còn lại á, có hối hận cũng không kịp đó, biết chưa? Thì Tố Nga có lòng thì tôi có dạ. Với lại cũng là thành viên của nhóm ngũ quỷ mà, sao mà không đi được. Chứ là tôi cũng không muốn là mình phải hối hận nửa đời còn lại. Nhớ đó. Biết ông kiều, nhưng tại tôi thương Tố Nga nên phải cố tình gài bẫy. Ông không đi thì nửa đời còn lại hối hận. Mà ông đi rồi, ông có biết ông có hối hận nguyên đời không luôn. Mà suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Không có gì hết. Ê, nói nghe nè, chuyện quà sinh nhật của Tố Nga, tụi mình nó hùng tiền lại tặng quà nhóm hay là mỗi người mình đi riêng? Mới vừa nhắc là có mặt liền, rồi vừa nhắc tiền nhắc bạc, trúng biết bao nhiêu ha? nhắc kiểu gì vậy? Giao một điều đặc biệt là xin mời bạn trai của Tố Nga lên cùng nhắc chuyện với Tố Nga. Biết bao nhiêu hot boy ở cái trường này muốn như vậy mà không được, cho nên á ông phải trả công cho hai tụi tôi. Ghét ơi là ghét, người gì đang ghét quá trời. Cái tính kiêu kỳ rồi lại kiêu căng. Có những lúc bất thường, giận hờn ganh ghét hơn thua. Có những lúc chán đời, bạn bè lại còn cười chê. Lúc khóc lúc cười, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Lúc hết ngốc rồi, cùng bước đi chung đường thôi. Chuyện thường ngày qua đi thật nhanh, có nhau mối tình mong manh. Tuổi học trò mộng mơ vu vơ, ước mơ những chân trời thơ vùng dài. Chuyện học hành ta vương sớm tối, lúc có đơn bên cạnh ai. Chuyện thành bại về một tương lai, có tôi luôn bên cạnh bạn.